xin chào tất cả các bạn à ngày hôm nay thì chị gặp lại các bạn trong một buổi phát trực tiếp mà khá là bất ngờ trên fanpage của chúng mình đúng không đã bạn nào lên xem phần phát trực tiếp này rồi có thể gửi lời chào đến chị được không nào <laughs> lâu lắm rồi mới gặp các bạn đấy nhở à xin chào quỳnh anh ừ xin chào em xin chào các bạn các em ơi, trong buổi trưa ngày hôm nay Trong một buổi trưa của ngày cuối cùng trong năm 2020 Thì chị lên đây gặp lại các bạn và chị sẽ chia sẻ cùng với các em Chúng ta cùng ngồi lại, nhìn lại suốt một quá trình học tập của chúng mình trong một năm vừa qua Và đón chào năm mới với một học kỳ mới nhiều hơn những cái quyết tâm Và chị sẽ chia sẻ cùng với các bạn những cái cách học tập hiệu quả của chúng mình nhá Ok không? Ừ, xin chào các bạn ừ, <laughs> Các em ăn cơm chưa? chắc là có nhiều bạn bây giờ mới đi học về đúng không ừ, Giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này nhá Được không? Coi như là một lời cam kết Để chúng ta quyết tâm hơn trong học kỳ mới này Quyết tâm hơn trong năm học mới Đúng không nào? Đặc biệt là sang năm thì các bạn lớp 9 Là chúng ta sẽ trải qua một cái kỳ thi rất quan trọng Là kỳ thi chuyển cấp Cho nên là đấy chúng mình đã có một học kỳ Học tập như thế nào Rồi kết quả ra sao Các em cũng đã nhìn thấy rồi Đúng không? Thì ngày hôm nay hãy ngồi lại xuống đây cùng với chị Chúng ta tìm ra những cái cách học và có thêm những cái người bạn đồng hành hữu ích cùng với các em trong quá trình ôn văn trong học kỳ 2 các em nhé. Ừ, ok. Xin chào các bạn. <laughs> ừ, xin chào Hồng Tươi. Ừ, Trường Giang đang này. <laughs> Vừa thi xong à? Sao lại mặt buồn thế này? Phải tự tin lên chứ, đúng không? Ừ, ok. Xin chào Lương Ngọc. Dâu Tây này. Rồi, các bạn ơi và có một người bạn đồng hành cùng với chị trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay đó chính là bộ sổ tay văn học các em nhé chị có bộ sổ tay văn học của ti học văn chị hiên tại đây và chị sẽ chia sẻ cùng với các bạn xem là trong học kỳ 2 thì chúng ta sẽ uh, cần phải làm những cái gì để chúng ta tận dụng tốt thời gian này đúng không Ừm, mm. ok ngồi xuống đây là nghe cùng với chị nhé và trên đây thì chị có uh, cuốn sách giáo khoa ngữ văn tập 2 lớp 9, đúng không? Vậy thì bây giờ nhá, các bạn này, chúng ta sẽ có một ngày mai để chúng mình nghỉ, đúng không? Chúng mình nghỉ Tết Dương Lịch thế, thế thì đừng để cho ngày mai chúng ta trôi qua một cách lãng phí nhá Các em có thể áp dụng những cái bước làm như sau cùng với chị được không? Để chúng ta có một cái hành trang ôn văn trong học kỳ 2 thật là hiệu quả Ừm uhm các bạn nhá được không nào rồi thì ở đây nhá uh, ngày mai các bạn hãy giúp chị chúng mình dở sách giáo khoa ngữ văn tập 2 ra này các em sẽ thấy được này dở sang cái phần uh, mục lục nhá chúng mình sẽ hình dung được tổng quát những cái tác phẩm này những phần mà chúng mình sẽ cần phải học trong học kỳ 2 ok chưa đó sau đó các em hình dung ra giúp chị nhá trong chương trình thi của chúng mình sẽ bao gồm những cái tác phẩm chính ở đây chúng ta có này đây Phần đầu học kỳ 2 chúng ta sẽ vẫn có những phần văn bản nghị luận, đúng không? Vẫn có những cái phần văn bản nghị luận Và học phần văn bản này thì các bạn cần phải làm gì? Xác định được mục tiêu chúng ta là gì nhỉ? Soạn văn tốt này, sau đó là học được cái cách mà tác giả lập luận ở trong mỗi cái luận điểm của mình ra sao Đối với những văn bản này thì chúng ta sẽ học hỏi được cái điều đó, ok chưa? Sau đó nhá, đến với những tác phẩm chính này Con cò là một được chưa? Mùa xuân nho nhỏ là hai, viếng lăng bác là ba, sang thu là 4, nói với con là 5. Đúng chưa? Rồi chúng ta có à, um, Bến quê là 6 Những ngôi sao xa xôi là 7 Đó là 7 tác phẩm chính Trong học kỳ 2 của chúng mình Sẽ nằm trong chương trình thi Đúng chưa? Đó thì các bạn cần phải xác định trước giúp chị nhé Nếu như đối với những mà Đối với những cái văn bản nghị luận Thì chúng ta có thể là soạn Và nắm được nội dung nhanh hơn Thì các bạn bắt đầu dành thời gian nhiều hơn Để chuẩn bị trước về những cái tác phẩm chính Mà chị vừa mới nêu Ok chưa? Nhá các bạn nhá, đồng ý với chị không? Chúng ta luôn luôn chuẩn bị trước thì như vậy là như nào nhỉ? À, xuất phát trước thì luôn là một lợi thế mà, đúng không? Thậm chí là bây giờ mà chúng mình mới chuẩn bị cho học kỳ 2 thì cũng là khá là muộn rồi đấy. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ hình dung trước về mặt chương trình để chúng ta sắp xếp thời gian tốt hơn này và chuẩn bị bài tốt hơn nhá. Ok chưa? Đó, thì đối với những cái tác phẩm chính như vậy thì các bạn cần phải làm gì? Chị sẽ nói về phần văn bản trước, sau đó về phần tiếng Việt và cái giai đoạn mà chúng mình ôn thi, được chưa? về phần văn bản nhé các bạn giúp chị này đầu tiên chúng mình phải đọc văn bản đọc hết tất cả những chú thích ở trong sách giáo khoa để nắm được những cái thông tin cơ bản nhất mà sách giáo khoa cung cấp ok chưa nhá rồi và các em có thể nhắn tin về cho chị, chị sẽ gửi cho các bạn cái bộ soạn văn học kỳ 2 để các em có thể chuẩn bị trước. Đấy là những cái gì mà chúng mình có thể chuẩn bị trước, đọc để nắm được nội dung này. Ok chưa? Nhá. Sau đó này, chúng mình hoàn toàn không thể là uh, đợi đến cái buổi học ở trên lớp rồi lắng nghe thầy cô giảng bài rồi chúng mình tiếp thu kiến thức một cách thụ động như thế được, đúng không? Các em hoàn toàn có thể chuẩn bị trước, đọc trước những bài văn phân tích về những tác phẩm đó. Ok không? Nhá. Đọc trước những bài văn phân tích về tác phẩm đó. Đấy để chúng mình hình dung ra được xem là À đối với tác phẩm này Thì những cái cảm nhận ban đầu của các em Có giống với cả những cảm nhận Mà đa số những người khác cảm nhận được hay không Có giống với cả cái cách phân tích Có giống những cái chi tiết mà người ta hay nhấn mạnh vào hay không Ok chưa Nếu như mà có sự tương đồng thì chúng mình cứ phát huy như vậy Khi mà tìm hiểu những tác phẩm khác Còn nếu như mà chưa đầy đủ như thế Thì chúng ta lại tiếp tục tiếp tục Chúng mình chú ý nhiều hơn Được không Ok chưa Nhá Đấy Thì đối với những cái văn bản quan trọng ấy Thì các em nên là chúng mình chuẩn bị trước thì như vậy lúc mà các em tiếp thu kiến thức ở trên lớp các em sẽ không bị ngợp này các em sẽ không bị thụ động này đúng không nhá ừ ok đó, thì chúng mình hình dung được cái số lượng tác phẩm trong học kỳ 2 cũng không phải là quá nhiều, đúng không? Không phải là quá nhiều Cộng với cả số lượng tác phẩm trong học kỳ 1 thì uh, khoảng độ 15 đến 16 tác phẩm đúng không nhỉ? 14 15 16 tác phẩm đó thì tổng cộng toàn bộ chương, chương trình của chúng mình là như vậy. Vậy thì bây giờ chúng mình không phải là ôn lại và học lại tất cả những tác phẩm học kỳ 1 nữa mà bây giờ chúng mình phải chuẩn bị trước để không bị không bị lãng phí thời gian trong học kỳ 2, được chưa? Chúng mình phải học thật nhanh lên để xong rồi còn ôn thi nữa mà, chúng mình còn luyện đề nữa cơ mà, đúng không các bạn? Nhá. Đấy cho nên là đối với những tác phẩm này thì các bạn sẽ giúp chị những cái bước như thế để chuẩn bị được không và khi mà chúng mình học trên lớp rồi ý, thì tất nhiên rồi các em cần phải luyện tập luyện tập nhiều hơn và ở đây ý chị không ý của chị không phải luyện tập là các bạn ngồi học thuộc lòng tất cả các cái ý mà thầy cô cho ghi này học thuộc lòng tất cả những cái bài văn được không ạ không phải là học thuộc lòng tất cả những cái bài văn mẫu đâu mà ở đây nhá các bạn đây các em cứ hình dung chị sẽ chia sẻ cho các bạn những cái cách mà chúng mình trình bày này cách mà chúng mình học trong học kỳ 2 được không? Trong học kỳ 2 của chúng ta thì vẫn sẽ có là những tác phẩm thơ đúng không nhỉ? Đây chị sẽ tra cho các em xem là cái cách mà chúng mình tìm hiểu kiến thức về bài mùa xuân nho nhỏ như thế nào nhá. À, mùa xuân nho nhỏ rồi ok cho 189 nào. 189. Đây, chúng ta có mùa xuân nho nhỏ nhá. Thì đối với mỗi tác phẩm ấy Ừ, thì đối với mỗi tác phẩm thì các bạn sẽ giúp chị như thế này Đó chính là chúng ta ghi ra có những kiến thức như thế nào Đầu tiên là về tác giả đúng không Sau đó là đến tác phẩm Thì về tác giả nhá Các bạn trước tiên ý nếu như đối với những bạn mà chưa nắm chắc được kiến thức nền Thì các em nên nên là kẻ bảng đúng không Nên kẻ bảng hoặc là ghi ra những ý chính bằng sơ đồ thôi để chúng mình nhớ được trước đã nhớ được trước đã nhá các em nhé chúng mình nhớ trước nhớ trước những cái ý chính đó ví dụ như là về một tác giả này tác giả thanh hải này đúng không ạ chúng ta có những thông tin về à về tiểu sử của tác giả sau đó chúng ta tự đặt ra những cái câu hỏi xem là à tác giả này thì có cuộc đời và sự nghiệp sáng tác ra sao đúng chưa và đặc biệt là chúng mình phải nhả, nắm được cái gì nắm được phong cách sáng tác của tác giả này để chúng ta có thể tìm hiểu một cách dễ hơn và sâu sắc hơn trong phần phân tích văn bản đúng không ok chưa nhá đấy đó là về tác giả. Sau đấy nhá, sau khi chúng mình nếu như đối với những bạn đấy là đối với những bạn mà không nhớ được, chưa nhớ được đúng không ạ? Chưa nhớ được kiến thức về các tác giả này, chưa nhớ được những cái kiến thức nền cơ bản thì các em sẽ làm cách đó. Còn đối với những bạn mà đã nắm được kiến thức nền cơ bản rồi thì việc bắt buộc của chúng mình là gì? Là rèn viết, được chưa? Là phải rèn viết thì chúng mình mới rèn được cái cách chúng ta diễn đạt ra sao, kết nối ra sao. Có ý ở trong tay rồi nhưng đi thi đâu phải chúng ta ghi lại những ý đấy đâu mà đi thi là chúng ta viết thành bài, viết thành đoạn cơ mà Đúng không nào? Cho nên là các bạn phải luyện tập Phải luyện tập bằng cách là chúng ta có cái dàn ý trong tay rồi Thì chúng ta viết thành đoạn, viết thành bài Để chúng mình rèn cái cách diễn đạt Ok chưa? Thì ở đây, ví dụ nhá Đối với tác giả Thanh Hải có những thông tin như thế này Được không? Thì các bạn sẽ viết thành một cái đoạn văn khái quát về tác giả ra sao Ừm, ok nhá À, ừ, Thảo Vân ơi Thì Ngày hôm nay là ngày duy nhất còn lại mà free ship cho cái bộ sổ tay văn học này em nhé. Cho nên là em nhắn tin nhanh chóng về cho chị ở trên fanpage Học văn chị Hiên trong cơ sở được không? Chị sẽ uh, gửi những cái thông tin chi tiết về bộ sổ tay này cho em được không nào? Ừ. Uhm. À sách này mua lẻ Ok, mọi thông tin em có thể nhắn tin về cho chị nhé Sách này thì có thể là bán riêng, bán rời từng cuốn Hoặc là, hoặc là bán cả bộ, được không ạ? Hoặc là có combo cả bộ Khi mà em mua cả bộ thì em có thể được tặng thêm Em sẽ được tặng thêm cuốn sổ tay trung đại Và một bộ mở bài kết bài mẫu như thế này Được không nào? Ok nhá, các em nhá Ừ, thì ngày hôm nay là ngày duy nhất Là ngày còn lại duy nhất free ship sách thôi Cho nên là các bạn phải nhanh chóng nhắn tin về Chứ không thì chị không thể chốt đơn cho các bạn trong ngày hôm nay được Thì cũng rất là đáng tiếc, được không nào? Đó, thì quay trở lại về cái này chị đang nói nhá Không là các bạn cũng đang trông chờ đây này Thì ở đây là chúng ta À, chúng ta hiện thực hóa, chúng ta kết nối những cái ý này Thành một cái đoạn văn mẫu như thế này Ok chưa? Đó, viết đoạn văn được không ạ? À? Đấy, đấy đấy là về phần kiến thức về tác giả nhá sau đó về tác phẩm này thì không phải là chúng ta chỉ phân tích tác phẩm đúng không các em có những cái thông tin khái quát đó là về cái gì đó là về hoàn cảnh sáng tác này đó là về mạch cảm xúc này được không đó là về thể thơ về ý nghĩa nhan đề phần này các em hoàn toàn có thể là ôn tập bằng cách chúng ta kể một bảng xuyên suốt tổng hợp về tất cả các tác phẩm được không nào? Thì như vậy nhá, chúng ta sẽ không học đơn lẻ từng tác phẩm một Mà ở một cái bảng tổng hợp như thế chúng ta sẽ có thể kết nối rất nhiều những mảng kiến thức khác nhau được không? Và dựa vào cuốn sổ tay này các em hoàn toàn có thể giúp ích cho mình trong quá trình ôn tập. Đây, như hôm vừa rồi chúng ta ôn tập học kỳ 1 cùng với chị đấy thì chị có kẻ được những cái bảng ôn tập cùng với các bạn với các văn bản đây. Đó, thì đây là những kiến thức mà chị dựa vào cuốn sổ tay văn học và cùng với các bạn trao đổi chúng ta lập được những cái bảng như thế này để chúng mình ôn tập. Ok không? Đấy nhá. Đấy cho nên là chị thấy là cái cách mà chúng mình kẻ bảng dựa vào những cái phần kiến thức được cung cấp thì như vậy là chúng ta học tập nó chủ động hơn này và các em cũng dễ hình dung ra hơn về cái khối lượng kiến thức là một về những cái điều cần chú ý những cái điểm chính nhất để chúng ta không bao giờ bị quên Được không ạ nhá ừ ok đó thì các bạn ơi chúng ta sẽ à, vận dụng những cái kiến thức có được để chúng mình kể bảng nhá chị tin rằng là mỗi bạn đều có những cái cuốn bí kíp trong tay của mình cuốn đó lấy từ đâu ra là từ chính cái quá trình học tập của các em được không nào? Từ chính cái quá trình học tập và trình bày của các em đấy Thì đấy chính là một cái cuốn bí kíp học văn của riêng các bạn Được chưa? Đấy ừ, Rồi ok Đó nhá, thì đó là về phần kiến thức về văn bản Được không nào? Và ở đây Đấy là những cái phần kiến thức khái quát Tuy nhiên cái các, các bạn mà lo lắng nhất đúng không Cũng là cái phần kiến thức lớn nhất của chúng mình Đó là kiến thức gì? Kiến thức phân tích văn bản Thì ở đây làm thế nào để nhớ được kiến thức phân tích văn bản nhiều bạn hiện nay vẫn đang rất là buồn mã và chia sẻ với chị là Đi thi em quên mất ý này Xong rồi hôm qua em đã học thuộc như thế rồi Mà đến lúc đi thi em lại quên mất cái câu đó ở trong văn mẫu Thật sự là chị rất là lo lắng Không hiểu tại sao chúng mình lại phải làm như vậy nhở Tại sao chúng ta lại phải làm như vậy Trong khi chúng ta hoàn toàn có thể có cái chất văn Và có cái cách diễn đạt riêng của các em mà Đúng không? Đó, thì cái cuốn sổ tay này nhá có thể áp dụng cho tất cả các bạn bởi vì sao bởi vì là đối với những bạn mà chúng ta có cái chất văn rất là riêng thì chúng ta hoàn toàn dựa có thể dựa vào những cái bảng Đúng không ạ? Dựa vào những cái bảng một bên là thơ, một bên là ý chính để các em có thể gióng theo Các em có thể áp dụng từ bên này sang bên kia Có nghĩa là ở đây nhá, chúng ta có một đoạn thơ, đúng không? Chúng ta có một đoạn thơ này Sau đó các em nhìn sang bên cổ bên cạnh Trong đoạn thơ đó có những từ ngữ nào cần phải chú ý ừ, Có những từ ngữ nào cần phải chú ý thì các bạn sẽ gióng sang Và sau đó các em hoàn toàn có thể sử dụng những cái bút nhớ của mình Đúng không ạ? Những cái phần bút nhớ của mình, chúng mình gạch gạch luôn vào đây cũng được hoặc là trong quá trình mà các em học nhá các em ghi ra nháp các em ghi thơ ra nháp xong rồi các em dùng bút nhớ các em tự gạch chân những cái từ ngữ mà chúng ta cần phải chú ý khi phân tích đoạn văn đó đoạn thơ đó đúng không sau đó là chúng ta tự ghi lại thì như vậy chúng mình vừa học thuộc thơ và chỉ cần nhắc đến đoạn thơ đó thôi là chúng ta hình dung ra được những ý chính nào đúng không nào hình dung ra được những ý chính nào đó là đối với những bạn mà đã có được cái chất văn riêng rồi này đã à thuận tiện hơn trong cái việc mà chúng mình diễn đạt rồi này còn đối với những bạn mà chưa biết diễn đạt ra sao đúng không ạ còn yếu phần diễn đạt thì các em có thể là đọc kỹ hơn ở cái phần văn mẫu đây đúng không? Phần viết mẫu này là phần mà chị à, kết nối những cái ý chính này lại với nhau, được không? Kết nối những cái ý chính có ở trong bảng lại với nhau và viết thành một cái đoạn văn mẫu như thế này thì việc của các bạn nhá, để mà chúng ta học hiệu quả ấy thì không phải là chúng ta chỉ đọc không mà bây giờ các bạn làm thêm một cái thao tác này và đây chính là cái chính nhất mà ngày hôm nay chị muốn chia sẻ với các bạn đây này. Đó chính là nhá, các em đọc ở đây, đọc và các bạn gạch chân giúp chị những phần nào là ý chính được không gạch chân giúp chị những phần nào là ý chính và những phần không được gạch chân chính là những phần mà chị thứ nhất là chị diễn đạt chị kết nối các ý với nhau thứ hai đó chính là phần chị liên hệ mở rộng hiểu không thì như vậy các bạn sẽ có được cái kỹ năng đọc văn mẫu chứ không phải là chúng ta chỉ đọc xong rồi chúng ta quên đi luôn được không ạ? À? Chúng ta đọc như thế nào để học tập được từ đó mà, đúng không nào? Đọc như thế nào để chúng ta có thể áp dụng được vào bài viết của mình cơ mà, đúng không? Nhá, cho nên là các bạn sẽ làm thêm một bước giúp chị đối với những bạn mà sở hữu cuốn sổ tay này, chúng ta sẽ vận dụng nó một cách tốt nhất, tối đa nhất hiệu quả, đó chính là khi mà các bạn đọc đọc phần văn mẫu là các em sẽ dùng bút nhớ và gạch chân cho chị những ý chính Ý chính thì chúng ta đọc ở bên trên này này Đọc ở bên trên cái bảng này chúng ta thấy đâu là ý chính thì chúng ta sẽ gạch chân xuống dưới đây Thì các bạn sẽ hình dung ra được đó là gì Đâu là phần ý chính chị đưa vào, cách chị đưa ý chính đấy vào ra sao Kết nối với những ý khác như thế nào Và liên hệ mở rộng như thế nào được không? Nhá ừ, Chị vẫn hay làm cái cách đó và Đối với những anh chị lớp 12 năm ngoái Học ở trong khóa học cốt văn của chị Hiên Thì chị cũng soạn tài liệu Dựa trên cái phần như thế Có nghĩa là phần kiến thức chính thì được bôi đỏ Phần kiến thức mà à liên hệ mở rộng này Phần kiến thức mà kết nối các cái Ý chính đó lại với nhau Thì sẽ để nguyên Như vậy là các anh chị để hình dung được là À đâu là ý chính bắt buộc phải đưa vào Còn đâu là những phần kết nối diễn đàn Mà nếu như em cảm thấy hay ho Thì em có thể áp dụng trong bài viết của em Đúng không? Ok chưa? Nhá, đó Thì đấy là cách mà chúng mình sử dụng cuốn sổ tay này À, ở đây chị sẽ giới thiệu lại về cuốn bộ sổ tay này đối với những bạn nào chưa biết nhá Ở đây chị có một bộ sổ tay văn học gồm có 3 cuốn cơ nhưng mà ở đây chị lại <laughs> cầm có hai cuốn thôi Ở đây thì chúng ta có hai cuốn chính, đó là cuốn tập 1, Hành trình về miền ký ức Cuốn tập 1 này thì bao gồm tất cả các tác phẩm thơ em nhé Bao gồm tất cả các tác phẩm thơ, được không? Bao gồm tất cả các tác phẩm thơ chúng ta có từ đồng chí này Bài thơ về tiểu độ xe không kính Đoàn thuyền đánh cá, khúc hát du những em bé lớn trên lưng mẹ Ánh trăng, bếp lửa con cò, sang thu, viếng lăng bác, mùa xuân nho nhỏ và nói với con. Đó là phần kiến thức các văn bản, được chưa? Và bên cạnh phần đó thì chúng ta còn có phần bài tập đọc hiểu và làm văn. Được không nào? Bài tập đọc hiểu và làm văn lại tương ứng với mỗi văn bản này thì có những bài tập như thế nào? Ok chưa? Nhá, đó là cuốn tập 1 Hành trình về miền ký ức. Chị đặt tên cho cuốn tập 1 là như vậy bởi vì là những bài thơ mà chúng mình được học ấy đều đem đến cho chúng ta những cái suy nghĩ, những cái cảm nhận riêng và đặc biệt là chị rất ấn tượng với những bài thơ mà tái hiện lại giúp chúng ta hình dung lại được những cái năm tháng đã qua của dân tộc mình. Đúng không? Ok nhá. Đó là cuốn tập 1 Đến với cuốn tập 2 thì chúng ta có nhan đề, đúng không ạ? Có nhan đề là có tựa là những mảnh ghép trong tim. Thì cuốn tập 2 này bao gồm tất cả các tác phẩm văn xuôi em nhé. Có cả kỳ 1 và kỳ 2 thì số lượng các tác phẩm văn xuôi ít hơn là làng này, lặng lẽ Sapa này, chiếc lường ngà này, những ngôi sao xa xôi và bến quê. Ok chưa? Và cũng có phần 2 là phần bài tập đọc hiểu và làm văn. Đó là cuốn tập 2. Thì khi mà em mua combo 2 cuốn này thì sẽ được tặng thêm, được tặng thêm cuốn sổ tay trung đại nữa, nó nhỏ 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 nhắn xinh xinh như thế này này, khổ A5 thì phải. Đấy, đó là cuốn sổ tay văn học trung đại nhưng mà chị lại không cầm ở đây. Và bên cạnh đó thì trong đấy các em sẽ được nhận bộ mở bài và kết bài mẫu nữa được không bộ mở bài và kết bài mẫu có rất nhiều những quà tặng mà đang đợi các bạn và đặc biệt là duy nhất trong ngày hôm nay thôi là chúng mình sẽ được free ship cho nên là nếu như bạn nào mà muốn tìm hiểu về bộ sổ tay này nhiều hơn em có thể nhắn tin ngay về cho chị nhá uhm, ok không nhá yeah. Ôi đáng tiếc quá ừ, Đợt vừa rồi cũng có chiến dịch ra mắt sách nữa Nhưng mà rất là đáng tiếc vì chị chưa thông báo được đến cho Thảo Vân đúng không Thì Thảo Vân em có thể là thường xuyên theo dõi fanpage Để có thể nắm bắt được những cái thông tin về những ấn phẩm mới của học văn chị Yên Được không nào Ok không Ừ Bộ dầu tay này và ngày mai ngày hôm nay thôi cũng là ngày duy nhất còn lại ưu đãi ưu đãi giảm 30% cho tháng ra mắt sách thôi nên là các bạn ơi chúng ta chị chị nghĩ rằng đây là người bạn đồng hành rất là bổ ích với các bạn là một người bạn ở trong hành trang ôn văn học kỳ 2 không thể thiếu của các em thật sự ừ, thật sự chị tin tưởng đây là một bộ uh, sổ tay và là người bạn đồng hành rất là hữu ích cùng với các bạn trong quá trình học môn văn học kỳ 2 em ạ à ngọc đoan ơi về giá sách thì uh, cả bộ được không ạ? Cả bộ bao gồm hai cuốn này là chính và những cái quà tặng của chúng mình Thì sẽ có giá là 299k, được không? Có giá là 299k Đó là... Um, uh, đó là giá của cái bộ sổ tay này Được không nào Và thông tin chi tiết thì em có thể nhắn tin về cho chị Được không nào ừ, Trở lại với cả nội dung ngày hôm nay chị đang trao đổi cùng với các em Ok không ừ, nhá. Ừ đấy Hàng Nguyễn chị vừa mới thông báo rồi <laughs> Rồi, chị trở lại về với cái mạch mà chúng mình đang trao đổi cùng với nhau về hành trang ôn văn cho học kỳ 2. Thì như chị vừa mới chia sẻ về cách chúng ta học văn bản đấy, các em có hình dung ra không? Quan trọng nhất vẫn là vẫn là cái sự chủ động của các bạn và những cái bộ tài liệu quan trọng mà chúng ta có ở trong tay, đúng không? Quan trọng nhất vẫn là sự chủ động và và để cho các bạn chủ động được học tập hiệu quả được trong cái quá trình chúng mình tự học như thế thì rất cần rất cần những bộ tài liệu đúng không nào những bộ tài liệu này những cái cuốn sách tham khảo để các em có thể chủ động trong quá trình mình học đấy ok chưa đó là về quá trình chúng mình học văn bản nhá thì đó cũng là những cái kiến thức rất là chính và rất là quan trọng rất là trọng tâm bên cạnh đó chúng ta có những kiến thức về tiếng việt này đúng không nào những kiến thức về tiếng việt thì các em lại làm lại cái thao tác như chị nhưng kiến thức về tiếng việt chúng ta không phải là à học từng bài từng bài một mà chúng ta nên như thế nào nên kẻ bảng tiếp tục cho chị tiếp tục là việc kẻ bảng thôi các em ạ. Tiếp tục là việc mà chúng ta kẻ bảng. Bởi vì sao? Cái việc mà chúng ta kẻ bảng ấy, như chị vừa nói, đó chính là chúng mình hình dung được toàn bộ khối lượng kiến thức bao gồm những phần nào và chúng ta có thể kết nối được chúng với nhau và chúng ta sẽ dễ nhớ hơn thay vì việc là chúng ta cứ học rời rạc rời rạc ra. Được không nào? Ok chưa? Nhá ừ. Và trong cuối tuần này thì chị sẽ trở lại cùng với các bạn ở trong nhóm Trong nhóm dành riêng cho những bạn đã sở hữu bộ sổ tay này Để chúng ta bắt đầu học tập hiệu quả cùng với sổ tay văn học Được không nào? <laughs> chị chỉ có thể là phát trực tiếp Và đó là một trong những uh, phần mà tim học văn chị Hiên cam kết đồng hành cùng với các bạn sở hữu bộ sổ tay văn học Đó chính là mỗi tuần thì chúng ta sẽ cùng với chị này có những buổi phát trực tiếp và có những cái buổi học để chúng ta sử dụng sách hiệu quả hơn và chữa bài tập vào trong sách nữa được không nhá nên là chị đành phải thất à gọi là đành phải từ chối với những bạn mà ở trên fanpage này chị chỉ có thể phát trực tiếp với những bạn mà đã sở hữu bộ sổ tay thôi bởi vì là những kiến thức ở trong bộ sổ tay thì à dành cho những bạn mà đã sở hữu rồi mà <laughs> được không nhá đó còn cuối tuần này thì chị cũng có thể trở lại cùng với các bạn với những cái phần nội dung phát trực tiếp khác nữa Đồng ý với chị không? Rồi, ok Đó là về kiến thức tiếng Việt nhá Đây, để chị tìm xem là chị còn giữ không ừ, Đây, đây các em ạ <laughs> Đây, đó là phần kiến thức tiếng Việt Em cũng có thể là kẻ bảng như thế này Để chúng ta học và chúng ta hình dung dễ hơn Đây là kiến thức tiếng Việt kỳ 1 các bạn ạ Đây là phần kiến thức tiếng Việt kỳ 1 Mà chị cùng với các bạn ở trong khóa học ôn thi học kỳ 1 Đã cùng với nhau thiết lập Đó, đây Có rất nhiều những phần kiến thức mà chúng ta có thể kẻ bảng Với nhau như thế này Ừ uhm à hân ơi em đã quét mã qr để uh, nghe audio rồi đúng không thì uh, Ti Học văn chị hiên đang hoàn thiện những bài còn lại ở trong chương trình của chúng mình được không nào phần ghi âm thì đã có rồi nhưng mà phải chỉnh sửa video để cho nó kỹ lưỡng hơn này để cho nó chỉnh chu hơn để gửi tới các bạn cho nên là uh... Hân có thể thông cảm với chị một chút xíu được không? Toàn bộ phần văn bản sẽ có ở trên bộ audio khi mà các em quét mã QR trên sách. Được không nào? <laughs> Rồi, được không? Rồi, ok các bạn nhá. Đó, thì đó là những cái phần chia sẻ cùng với chị trong ngày hôm nay. Và thêm một cái nữa, thêm một cái nữa là đến cái giai đoạn mà các bạn ôn thi ấy. Thì chúng ta sẽ không phải là học lại kiến thức nền nữa rồi Mà lúc đó là chúng ta phải áp dụng được kiến thức nền Vào những cái đề bài cụ thể Để chúng ta làm, đúng không? Thì ở đây chị sẽ lấy ví dụ nhá, Chị có thể lấy ví dụ với cả những cái đề ừ, Với cả những cái đề chúng ta ôn tập Ví dụ như là đề ôn tập về văn bản Lặng lẽ Sapa chẳng hạn Trong 138, đúng không? Trong 138 đó đó thì ở đây là chúng ta đối với những bạn mà thi đi thi mà có cái dạng để đọc hiểu văn bản ý là chúng ta sẽ nêu ra à chúng ta phải trả lời những cái câu hỏi nhỏ liên quan đến những văn bản chúng mình đã học đây này Ok không? Đó thì chúng ta có những cái đề bài ở đây để các em hình dung ra được là đi thi chúng ta sẽ gặp lại, gặp phải những cái đề bài như thế nào, dạng đề ra sao. Đúng chưa? Nhá, đấy, thì ở đây là những cái câu hỏi và đi từ dễ đến khó đối với mỗi đề. Đấy, đối với mỗi đề thì các em sẽ luyện tập cái phần này chứ không phải là đến giai đoạn ôn thi là các bạn học thuộc lại tất cả những kiến thức nền không phải đâu mà chúng ta phải luyện với những cái đề cụ thể đi đúng chưa thì ở trong cuốn sách này là đều có tất cả những cái đề hay ra được không ạ những cái đề quen thuộc những cái đề mà các em có thể gặp trong quá trình thi đặc biệt này đối với phần tập làm văn nhá đối với đề bài làm văn đây phần 2 là bài tập làm văn là gồm những cái đề mà các bạn có thể là viết thành một bài văn dài thì có hệ thống luận điểm để các em có thể tham khảo. Các em có thể là viết theo những cái luận điểm này để chúng mình luyện tập cái cách diễn đạt được không? Nhá. Rồi, hoặc là ở đây cũng có những cái đề bài dạng nâng cao nữa cơ. Ừ, có những cái nhận định này thì cũng có hệ thống luận điểm để các em hình dung ra được là với đề bài này chúng ta sẽ làm như thế nào. Ừ, đó mỗi tác phẩm lớn như dọi vào bên trong chúng ta một thứ ánh sáng riêng em hiểu thế nào về ý kiến trên hãy nói về ánh sáng riêng mà chuyện ngắn lặng lẽ sapa của nguyễn thành long đã dọi vào tâm hồn em đó thì ở đây có hệ thống những cái luận điểm chính mà các bạn có thể tham khảo để chúng ta dễ dàng viết ở trong cái quá trình luyện tập của mình hoặc là các em hoàn toàn có thể là viết trước viết trước xong rồi là đối sánh cái phần gián ý của mình đối sánh với cái bố cục bài viết của mình với phần luận điểm chính mà chị đưa ra ở đây xem là mình đã nắm được nhiều những cái luận điểm đó chưa xem là mình đã viết được đúng theo vậy bố cục mà chị gợi ý hay chưa đúng không nào nhá ok chưa rồi đó thì đó là phần mà chúng mình luyện thi ôn tập được không nào <laughs> rồi các bạn ơi à chị chia sẻ với em cái cách học môn văn hiệu quả đi thì đó Ừ, Hân có vẻ như là vào muộn một chút xíu đúng không? Để em có thể xem lại phần phát trực tiếp ngày hôm nay Chị đã chia sẻ với các bạn cách chúng mình học văn bản là một này Cách chúng ta à, áp dụng những cái phần bảng để chúng ta học những kiến thức về tiếng Việt là hai Và cách chúng ta luyện tập trong quá trình chúng mình ôn thi là ba Hãy sắm riêng cho mình một cuốn vở đi Và hãy gọi là trang bị cho mình những cái hành trang cần thiết cho kỳ 2 đấy các em ạ Đúng không nào? Năm mới đến rồi, chúng ta đã nhìn lại cả một quá trình chúng mình học trong học kỳ 1, chắc chắn là vẫn còn những thiếu sót, chắc chắn là vẫn còn những uh, kết quả mà chúng ta chưa đúng với mong đợi. Vậy thì còn chần chừ gì nữa đây? Thời gian trôi qua nhanh đến như vậy thì tại sao chúng ta vẫn còn lưỡng lự với những cái cách học khác đi, thay đổi bản thân mình đi để học tập hiệu quả hơn. Đồng ý với chị không? Ừm, đó, cho nên là các bạn nhé, học văn thật khó nhưng mà thật vui, yêu văn thêm chút là làm được thôi chị vẫn luôn luôn mong muốn rằng là các bạn sẽ không bị vơi bớt đi và sẽ không bị mất đi cái niềm đam mê, cái niềm yêu thích đối với môn học này. Đừng sợ hãi nó mà hãy đối diện và cảm nhận bằng chính cái sự chân thành của các em thì chị tin rằng là trong học kỳ 2 này và trong năm mới tới đây với kỳ thi quan trọng của các bạn thì các em sẽ dễ dàng vượt qua thôi. Được không? Ừm uhm. Rồi, và chị ở đây lắng nghe những cái tâm sự này Lắng nghe những cái phần khó khăn của các bạn Nếu như mà em còn khúc mắc trong quá trình học môn văn Nếu như mà em muốn có những người bạn đồng hành cùng với mình trong quá trình ôn tập Có những cái bộ tài liệu chất lượng Những bộ tài liệu được trình bày khoa học Thì em đừng ngại ngần mà nhắn tin về cho chị nhá Được không? Ừ. Uhm. <laughs> ok. Đó, thì chị rất mong muốn rằng là phần phát trực tiếp ngày hôm nay coi như là một phần phát trực tiếp mà chúng ta ngồi lại cùng với nhau này, định hướng về một năm học, định hướng về một năm mới, định hướng về cách học trong một học kỳ mới để làm sao hiệu quả hơn và đạt được những cái kết quả như các bạn mong muốn, những mục tiêu mà các bạn đặt ra, được không? Hứa hẹn cùng với chị bước sang ngày mai thôi là chúng ta sẽ tiếp tục tiếp tục à chạy đua trong cái quá trình mà chúng mình ôn tập này chạy đua trong quá trình chúng ta học tập để chúng ta có được kết quả tốt nhất trong kỳ thi chuyển cấp tới đây nhá ừ, xác định mục xác định mục tiêu cho mình trong năm mới thôi xác định mục tiêu cho mình trong học kỳ mới thôi và chúng ta quyết tâm thực hiện nó được không nào cố gắng lên các bạn nhé <laughs> rồi và uh, gọi là thời điểm mà kết thúc cũng là kết thúc năm cũ đây sẽ là phần phát trực tiếp cuối cùng của năm 2020. Vừa rồi chị cũng đã nhìn lại tất cả những phần chiến dịch mà được đồng hành cùng với các bạn. ở đây chị có những phần chiến dịch mà năm vừa qua đã cùng đồng hành cùng với các bạn nhìn lại bộ ấn phẩm sổ tay văn học mà năm vừa qua cũng đã uh, dành ra tất cả những tâm huyết cùng với tiên học văn chị Hiên để gửi đến các bạn. thì thật sự chị cảm thấy năm vừa rồi là một năm mà chúng ta đã cố gắng rất là nhiều và đó cũng là một năm vô cùng may mắn mà chị được đồng hành cùng với các bạn. Team học văn chị Hiên được đồng hành cùng với các bạn cho nên là mong rằng trong năm mới trong năm 2021 thì tiếp tục cái quá trình đồng hành của chúng ta sẽ thu lại những quả ngọt các em nhé, thu lại những trái ngọt sau rất nhiều những cố gắng, sau rất nhiều những sự quyết tâm của chúng mình. Và năm mới rồi, năm mới cũng sắp cận kề rồi, đúng không ạ? Năm mới cũng sắp cận kề rồi thì không mong gì hơn ngoài lời chúc đến các bạn đó là lời chúc về sức khỏe này. Mong các em luôn luôn dồi dào sức khỏe và luôn luôn quyết tâm luôn luôn nhiệt huyết, luôn luôn giữ vững được phong độ của mình trong quá trình học tập và đặc biệt là chúng ta sẽ có được những kết quả như mình mong đợi sau tất cả những nỗ lực và cố gắng của bản thân về môn văn các em nhé. Ừm. Uhm. Ok chưa? Nhá. À, ừ Quỳnh anh ơi, có, có nhóm kín dành riêng cho những bạn sở hữu bộ sổ tay văn học để chị có thể uh, lên cái lịch phát trực tiếp đồng hành cùng với các bạn cái cách để chúng ta sử dụng sách hiệu quả, được không nào? Ừ, có một điều đặc biệt đó chính là khác với những ấn phẩm khác Có thể là các em mua về và các em hoàn toàn là phải chủ động trong quá trình chúng mình tận dụng những kiến thức trong bộ tài liệu đó Thì đối với bộ ấn phẩm sổ tay văn học thì các em vẫn luôn luôn có sự đồng hành Luôn luôn có uh, những cái phần mà giải đáp thắc mắc khi mà các em sử dụng bộ sổ tay này cho nên là chị mong rằng là khi mà các bạn sở hữu bộ sổ tay thì tiếp tục có được cái sự đồng hành cùng với ti hoàng văn chị hiên được không ừ ok nhá à bộ sổ tay này thì chị lại uh, chỉ có duy nhất một phần mini game mà hồi mà ra mắt bộ sổ tay này thôi còn hiện tại thì chỉ có chương trình free ship free ship sách trong ngày hôm nay thôi nhá cho nên là ngọc thành em có thể nhắn tin về cho chị để nắm thêm được những cái thông tin chi tiết về bộ sổ tay này nhá ok chưa Uhm, cuối tuần thì khoảng độ tối thứ bảy và tối chủ nhật em nhé, tối thứ bảy và tối chủ nhật, Viên Nhi nhá. thì em có thể gặp lại chị ở trên phần trên fanpage ngày hôm nay luôn, trên fanpage như thế này luôn. Uhm, vào thứ bảy và chủ nhật, tối thứ bảy và chủ nhật chị sẽ cố gắng sắp xếp thời gian và lên phát trực tiếp cùng với các bạn. Với những phần nội dung mà nếu như em mong muốn chị uh, chia sẻ thêm về những điều gì, về kiến thức học môn văn thì em có thể nhắn tin hoặc là để lại phần bình luận trong phần phát trực tiếp này nhé ok chưa rồi à các bạn ơi còn bây giờ thì có lẽ là chị phải kết thúc phần phát trực tiếp ngày hôm nay tại đây thôi để các em để các em có thể chuẩn bị tốt cho học buổi học chiều ngày hôm nay, buổi học cuối cùng của năm 2020 đúng không nào? Và cũng là để tạm biệt các bạn trong năm cũ này và chúng ta chuẩn bị bước sang năm mới nhá. Lời chúc thì chị cũng đã gửi đến các bạn rồi và luôn luôn là chúc các em thứ nhất là chúng ta phải giữ gìn sức khỏe này và thứ hai là chúng ta học tập thật là quyết tâm, thật là chăm chỉ để có được cái kết quả xứng đáng với cái quá trình mà chúng mình đã bỏ ra. <laughs> ok chưa? Nhá à thảo vân em yên tâm nhá có nghĩa rằng là nếu như em đặt chỉ cần chốt được uh, chỉ cần là em khẳng định <laughs> em chốt được là trong ngày hôm nay em muốn mua sách thì là em đã được free ship rồi được không còn uh, nếu như mà sách được giao về cho chúng mình muộn hơn ngày hôm nay thì cũng không sao chỉ cần là em nhắn tin về cho chị và chúng ta chắc chắn những cái thông tin để giao nhận sách thì là em đã được hưởng cái chương trình ưu đãi free ship sách trong ngày hôm nay rồi cân nhá ok không ừ rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các em trong những phần phát trực tiếp trong năm mới nhá hẹn gặp lại chúng ta của năm mới quyết tâm hơn này nhiệt huyết hơn này và vui vẻ hơn bởi vì những thành quả mà chúng mình đạt được nhá rồi cảm ơn các em rất là nhiều và bye bye